Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Đất Việt. Trước tiên, chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình tin tức thời sự trên kênh Tin Nóng Đất Việt trong thời gian qua. Còn bây giờ sẽ là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Nguyên chủ tịch tỉnh đi tù và bài toán chống chảy máu công sản. Thêm một sếp VPBank bán chui cổ phiếu VPP. Trung tướng Công an sẽ có những bước đột phá trong điều tra vụ nhận hối lộ ở Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Hệ lụy khi người dân đua nhau cất tiền vào đất. Tin vui, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở Hà Nội sẽ được trở lại trường, có ăn bán trú. Vừa rồi là phần điểm qua những tin chính có trong chương trình. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Nguyên nhân chủ tịch tỉnh đi tù và bài toán chống chảy máu công sản. Thưa quý vị, sáng ngày hôm qua, Tòa Nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh và 5 cựu quan chức vì tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Hai cựu chủ tịch tỉnh và nhiều cựu quan chức ra tòa vì đã cho chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất của hai dự án. Dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho triển khai trên diện tích hơn 513 ha trên núi Chín Khúc. Dự án theo quy hoạch là đất trồng rừng sản xuất, đất đồi núi chưa sử dụng, nhưng Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho phép một phần thành đất thương mại, đất ở lâu dài. Dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung được cho triển khai trên diện tích 19,65 ha tại tiểu khu 573 trên núi Chín Khúc. Mục tiêu ban đầu của dự án là trồng rừng cảnh quan môi trường và du lịch sinh thái. Nhưng sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa lại cho phép chuyển từ đất rừng sản xuất sang thành đất ở và đất có mục đích công cộng. Như vậy, có một kịch bản chung của hai dự án nói trên là đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho chuyển đổi trái phép mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác nhau ban đầu thành đất ở. Ở đây là sai phạm cố ý, biết sai luật vẫn làm, gây thiệt hại rất lớn cho ngân sách. Đất đai công sản đã chuyển sang quyền sử dụng của tư nhân và đem lại nguồn lợi lớn cho một nhóm lợi ích. Vì sao nhiều quan chức dù biết sai vẫn làm để đến mức vướng vào vòng lao lý đang là câu hỏi nhức nhối. Cho dù cơ quan chức năng chưa tìm được chứng cứ nhưng dư luận thì đã có câu trả lời. Lãnh đạo tỉnh phải ra tòa vì vi phạm pháp luật về đất đai không phải là trường hợp cá biệt. Năm 2020, tại Đà Nẵng, nhiều lãnh đạo cấp tỉnh đã phải ra tòa và bị kết án tù vì vi phạm trong quản lý đất đai, công sản. Bị cáo Trần Văn Minh, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo cấp dưới đồng ý cho bán chỉ định, không qua đấu giá, đồng ý cho giảm 10% tiền sử dụng đất, giảm hệ số sinh lợi, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại ngân sách. Tại nhiều địa phương khác, đều có tình trạng sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, sở, ngành. Điểm chung của các sai phạm này là tạo ra các cơ chế, quyết định trái quy định của pháp luật, đem lại lợi ích rất lớn cho tư nhân và gây thiệt hại ngân sách. Một số trường hợp trong quá trình triển khai, có cán bộ tham mưu đã phản đối nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn quyết thực hiện. Nhiều vụ việc kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng, không chỉ làm thất thoát ngân sách mà còn làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào các cơ quan hành pháp. Bên cạnh những nguyên nhân chủ quan thuộc về ý thức và đạo đức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát chưa hiệu quả, có nguyên nhân thuộc về hệ thống pháp luật về đất đai, công sản thường xuyên biến động với nhiều quy định chồng chéo, phức tạp, mâu thuẫn. Do đó, bên cạnh việc xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, cần có giải pháp để hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, công sản. Một sếp VPBank bán chui cổ phiếu VPP. Thưa quý vị, Phó Tổng Giám đốc VPBank bán lượng cổ phiếu gần 1 tỷ đồng, nhưng không thông báo về việc dự kiến giao dịch mã VPP. Bà Lưu Thị Thảo, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng VPBank vừa thông báo đã bán ra 25.000 cổ phiếu VPP, tính theo mệnh giá 250 triệu đồng, theo phương thức khớp lệnh, trong thời gian từ mùng 7 tháng 2 đến 24 tháng 2. Theo quy định tại Điều 33 Thông tư 96, lãnh đạo doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu trị giá dưới 200 triệu đồng theo mệnh giá 20.000 cổ phiếu thì không phải công bố thông tin. Do vậy, bà này là người nội bộ thuộc diện phải công bố thông tin đăng ký bán trước khi giao dịch cổ phiếu. Tuy nhiên, dữ liệu từ hồ sơ và cả website ngân hàng đều không có thông báo đăng ký bán số cổ phiếu nói trên. Sau giao dịch bán chui trên, Phó Tổng Giám đốc VPBank đã giảm lượng sở hữu xuống còn hơn 6,5 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 0,144% vốn điều lệ ngân hàng.
Trong thời gian xếp VPBank bán cổ phiếu, thị giá VPB dao động trong vùng 35.000 đến 37.000 đồng. Tạm tính theo đó, giao dịch bán cổ phiếu trên có giá trị xấp xỉ 1 tỷ đồng. Trước đó vào cuối tháng 7 năm 2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt ông Trần Ngọc B số tiền hơn 940 triệu đồng cũng bởi lý do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch VPB. Ông B là anh rể chủ tịch hội đồng quản trị VPBank Ngô Chí Dũng đã mua gần 1,5 triệu cổ phiếu VPB và bán 59.000 cổ phiếu VPB trong tháng 1, mua gần 1,9 triệu cổ phiếu VPB trong tháng 2, mua 59.000 cổ phiếu VPB ngày 3 tháng 3 nhưng không đăng ký giao dịch. Vị này còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng kể từ khi quyết định có hiệu lực. Trung tướng Công an sẽ có những bước đột phá trong điều tra vụ nhận hối lộ ở Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ, báo chí đã nêu câu hỏi tới đại diện Bộ Công an về kết quả điều tra một số vụ án được dư luận quan tâm, như vụ bà Nguyễn Phương Hằng, vụ Việt Á, vụ nhận hối lộ xảy ra ở Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Trung tướng Tôn Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đối với nhân vật Nguyễn Phương Hằng, có lẽ hơn một năm nay, báo chí, dư luận, xã hội, cộng đồng mạng sôi sục bàn tán về vụ việc liên quan tới bà này. Ngày 24 tháng 3 vừa qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân được quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Đến nay, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc và sớm đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Trung tướng Tôn Sô nói, về vụ án công ty Việt Á, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, một số lần tôi đã trả lời rất chi tiết về vụ án này. Mới đây, trong thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nói rõ về các tổ chức cá nhân có liên quan và cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục tiếp theo. Đối với vụ nhận hối lộ xảy ra ở Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, theo Trung tướng Tôn Sô, cơ quan điều tra khẳng định có hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi trong vụ án này. Tất cả các bị can bị tạm giam đã bước đầu nhận tội và phối hợp với cơ quan điều tra. Hoạt động của các đối tượng trong vụ án này rất tinh vi. Số người tham gia đông, phạm vi rộng cả trong và ngoài nước, gồm một số cơ quan, ban ngành của cả trung ương và địa phương, đặc biệt là xảy ra trong một thời gian dài. Các đối tượng đối phó rất quyết liệt khiến cơ quan điều tra tương đối tốn thời gian trong công tác điều tra, xác minh vụ việc. Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án này, tiếp tục làm việc với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, địa phương có liên quan để làm rõ bản chất vụ việc. Cơ quan công an đề nghị các cá nhân, tổ chức hợp tác với cơ quan điều tra. Nếu có thông tin, tài liệu liên quan thì chủ động cung cấp cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để sớm kết thúc vụ việc. Thời gian tới sẽ có những bước đột phá trong điều tra vụ án này. Khi có thông tin, chúng tôi sẽ sớm cung cấp cho báo chí. Chánh văn phòng Bộ Công an nói. Hệ lụy cất tiền vào đất. Thưa quý vị, xu hướng đổ tiền vào đất nền có thể tạm được giải thích là do các kênh làm ăn đều khó khăn sau Covid-19. Nhưng nền kinh tế không thể phát triển khi người dân đua nhau cất tiền vào đất. Tiền đổ vào đất nền phân lô đa số là tiền ngủ quên. Thực tế, việc đầu tư vào đất nền hoặc xây nhà rồi bỏ trống chỉ gây sốt đất là nguồn cơn gây ra lạm phát. Hệ lụy của việc đổ quá nhiều tiền vào đất nền không chỉ tạo ra tiền ngủ quên mà còn làm hụt dòng tiền đổ vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong khi một xã hội thịnh vượng, giàu có, tươi đẹp thì vốn phải được đưa vào sản xuất kinh doanh, tạo ra hàng hóa, dịch vụ. Cung miếng đất đó mua đi bán lại với giá ngày càng tăng, chỉ tạo ra nguy cơ lên lạm phát, tạo bất bình đẳng. Trong khi nhiều người không có đất để sử dụng, canh tác thì đất lại là nơi cất tiền. Người dân đang có đất sản xuất, thấy đất có giá đem bán, nhưng ít khi họ là người trúng đất, mà chủ yếu là những người mua đi bán lại. Khi không còn đất, cũng không kiếm được kế sinh nhai khác. Người bán đất sẽ nghèo. Khoảng cách giàu nghèo tăng lên từ đây. Không thể kéo dài mãi tình trạng cất tiền vào đất. Người dân vẫn có thể bỏ tiền vào bất động sản, nhưng đó phải là bất động sản phục vụ sản xuất kinh doanh, chí ít là xây nhà cho thuê. Ai cũng nói cần phải dùng thuế bất động sản hoặc thuế tài sản để định hướng dòng tiền đầu tư, nhưng đã nói nhiều, đến nay chưa thấy thay đổi. Trong khi một chính sách thuế hợp lý không chỉ nắn dòng tiền đầu tư vào đất đai hợp lý, mà còn giảm thuế với những người đang khó khăn về chỗ ở. Những người chỉ có căn nhà duy nhất hay người mua nhà ở đầu tiên. Đây chính là nền tảng để phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, tạo nguồn cung nhà ở với giá cả hợp lý cho người dân. Để thực hiện được điều này, nền hành chính thuế của ta phải chuyển đổi từ hệ thống hành chính giấy sang hành chính số.
Bộ luật dân sự phải điều chỉnh nội dung về việc cho đứng tên bất động sản thay cho người khác, nhất là những trường hợp đứng tên dùm cho người nước ngoài. Những bất động sản không giải trình được nguồn gốc cũng phải có hướng giải quyết. Khi đã sửa đồng bộ như vậy, chúng ta mới đánh thuế bất động sản. Bởi ai cũng cất tiền vào đất có thể dẫn đến nhiều hệ lụy. Thực trạng cất tiền vào đất là điều đáng lo ngại. Nhà nước đã và đang nỗ lực hỗ trợ, khôi phục sản xuất kinh doanh sau khi đã sống chung với COVID-19. Nhưng cũng cần có biện pháp dài hơi hơn để định hướng lại xu hướng đầu tư của người dân, điều chỉnh thị trường bất động sản. Nếu không, vốn sẽ chôn vào đất mà sau này để lại nhiều hệ lụy không chỉ cho xã hội mà cả cá nhân người đã lỡ rót vốn. Giảm áp lực cho phụ huynh. Thưa quý vị, theo quyết định mới nhất ngày hôm qua của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, từ ngày 6 tháng 4 tới đây, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ được trở lại trường có ăn bán trú. Riêng trẻ mầm non vẫn nghỉ học tại nhà. Thông tin này khiến cả giáo viên, phụ huynh và học sinh đều thấy vui mừng. Trước đó, từ cuối tuần qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các phòng giáo dục đào tạo nhanh chóng thông báo tới các trường, triển khai khảo sát ý kiến của phụ huynh từ lớp 1 đến lớp 6 về việc cho con đi học trực tiếp. Đây cũng là một kênh thông tin để tham khảo, nắm nguyện vọng, mong muốn của phụ huynh. Đại diện các nhà trường cho biết, qua khảo sát phụ huynh, phần lớn đồng ý cho con trở lại trường, chỉ còn số ít người chưa muốn con đi học trực tiếp. Nguyên nhân bởi đa phần học sinh từ lớp 1 tới lớp 6 chưa được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Điều này khiến các bậc phụ huynh còn ít nhiều lo lắng. Dạy trực tuyến hàng ngày và lắng nghe tâm tư của học sinh, các giáo viên cùng có chung chia sẻ. Được mở cửa lại trường học là mong mỏi của tất cả học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo. Hiện thống kê từ các trường cũng cho thấy, số lượng học sinh mắc COVID-19 mới đã giảm mạnh, nhiều ngày không có trường hợp nào. Tính từ thời điểm này, chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ kết thúc năm học 2021-2022. Với các học sinh lớp 2 và lớp 6 tại các quận nội thành Hà Nội, đây có lẽ là năm học mà các em phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Chương trình và sách giáo khoa mới lần đầu tiên được triển khai, nhưng đến giờ phút này, cô và trò vẫn chưa một lần được gặp mặt nhau. Ở nhiều trường trung học cơ sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, học sinh lớp 6 vẫn chưa thể nộp hồ sơ học bạ cấp tiểu học về cho nhà trường. Giáo viên quản lý thông tin học sinh có dữ liệu online, tất cả cũng bởi thời gian học trực tuyến kéo dài đã quá lâu. Dẫu thế, các thầy cô giáo đều cho rằng, việc đưa học sinh trở lại trường dù chỉ một vài tuần cũng có ý nghĩa rất lớn với học sinh và các nhà trường. Các giáo viên sẽ có điều kiện để củng cố kiến thức và ôn tập cho các em sau gần cả năm trời học trực tuyến, giúp học sinh có nền tảng tốt hơn cho năm học tới. Quan trọng hơn hết, việc đi học trực tiếp còn giúp cho học sinh được giải phóng tinh thần, giải tỏa những áp lực, căng thẳng và mệt mỏi khi phải ở nhà quá lâu. Cũng cần phải nói thêm, thời gian vừa qua, việc liên tiếp xảy ra các vụ việc học sinh tự tử vì áp lực học hành, vì phương thức học trực tuyến kéo dài quá lâu đã khiến cho nhiều phụ huynh cảm thấy bất an. Điều cần quan tâm là không thể xem nhẹ những áp lực tâm lý ở tuổi mới lớn. Mới đây nhất, tiến sĩ Hoàng Trung Học, trưởng khoa tâm lý giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục đưa ra các số liệu thống kê. Dựa trên một cuộc khảo sát, khiến các nhà giáo dục và phụ huynh giật mình về những tác động tâm lý nặng nề mà học sinh phải gánh chịu qua việc học online kéo dài. 65,1% học sinh có biểu hiện stress theo nhiều mức độ khác nhau, từ nhẹ, trung bình đến nặng và rất nặng. Trong số này, có 32,9% học sinh ở tình trạng stress nặng và rất nặng. Hơn 23% học sinh có suy nghĩ đến việc tự tử khi học trực tuyến kéo dài. Ngoài ra, số liệu nghiên cứu còn cho thấy 41,8% học sinh có biểu hiện rối loạn lo âu ở các mức độ khác nhau, trong đó có 14,3% ở mức nặng và rất nặng. Kế hoạch tiêm vaccine cho học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi đã nằm trong lộ trình. Các nhà trường cũng đã sẵn sàng đón học sinh trở lại kể từ sau kỳ nghỉ Tết vừa qua. Ở thời điểm này, mọi hoạt động đã và đang trở lại bình thường để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Vì thế, việc dạy, học cần được tổ chức cho phù hợp với tình hình mới. Các bậc phụ huynh cũng bày tỏ mong mỏi, kể cả trẻ mầm non cũng nên sớm được đến trường.